Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục mình làm về chủ đề là trồng bí hồ lô nha các bạn. Thì video này thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là cách úp nụ trên bí hồ lô mà khi mà nó ra được như thế này nha mọi người ha. Là hiện tại là nãy có con ong các bạn, là nó đã thụ phấn cho bí rồi. Nhưng mà đối với mà những bạn nào mà siêng á thì các bạn là nên đi thụ phấn cho bí nha. Tại vì á, khi mà những cái trái trái bí non mà nó mới ra như thế này các bạn, mà nó nằm trong những cái tán lá như bên trong nè, thì có những cái tán lá tre thì ong nó sẽ không có thụ phấn được, cũng như là nó quang hợp được các bạn. Thì do đó thì mình phải là đi thụ phấn cho nó nha. Còn như mà nó nằm rời rời như thế này á, thì sẽ có là ong nó sẽ là đi thụ phấn nó. Các bạn có thấy ong không nè? Ở đây là ong nó đi tự thụ phấn nha, tại vì cái tán lá của nó các bạn là nó không có chằng chịt mấy. Cái khúc này á, là mình trồng nó thoáng lắm, tại vì mình trồng xen canh với bưởi đây ăn xem. Thì đối với mà thụ phấn các bạn thì nó rất là dễ luôn nha. Để mình đi tìm một cái bông nha, một cái bông đực nha, để là mình thụ phấn cho các bạn xem nha. Đây là bông đực nha các bạn, đây nè, cái bông đực là nó không có cái nụ nha. Đây, em biết cái bông đực nè. Bây giờ mình sẽ qua cái phần ở bên bông bí cái các bạn, để mình quay cho các bạn xem nha. Đây thì mình đã trở lại bên cái phần là cái bông bí cái nè. Hiện tại đang cũng có một con ong ruồi nó đang thụ phấn nha. Thì cái cách mà thụ phấn nó rất là dễ các bạn. Mình chỉ bỏ những cái tán lá này nè. Tại vì một tay mình đang quay các bạn, một tay mình đang ấy thì nó cũng khó. Nè, thụ phấn nè. Mình tụt tủ nó vô luôn nha các bạn ha. Đó. Thằng vậy là xong nha các bạn, nó rất là dễ luôn. Để mình kiếm một cái bông khác và mình tủ trên một cái nhánh bí khác nữa cho các bạn xem ha, tham khảo ha. Rồi sau đó thì mình sẽ là chia sẻ lại cái kỹ thuật trồng bí hồ lô cho các bạn cùng tham khảo nha. Tại vì có những bạn mà đăng ký mới các bạn, thành ra mình phải chia sẻ lại. Chứ những bạn mà đăng ký cũ là các bạn cũng đã biết rồi. Bây giờ mình sẽ tạm dừng cái nha. Đây các bạn. Thì bên đây là cũng có là một cái bông bí cái nè, cũng như là một bông bí đực á, thì mình sẽ đi thụ phấn cho nó nha. Này bông bí đực nha các bạn. Này là nụ cái nè. Này nó đã túm lại rồi. Đây cũng đã có một con ong nha các bạn ha. Cũng như là bộ dưa ở đây mình đã thụ phấn rồi nè nha mọi người. Nè. Cái này mình đã thụ phấn rồi. Nè các bạn thấy không? Đó, mình thụ phấn rồi, rất là dễ thôi. Vì cái cành phần thụ phấn này nó mình chỉ cắt bỏ những cái lá ở trên này nè. Chung bác bỏ để cho cái nhị nó nè, cái nhị quan trọng là cái nhị á. Tại vì ở đây mình có một tay các bạn, mình làm nó hơi khó. Mẹ có con bộ dưa nữa. Đây, mình chụp nó vô. Giờ là xong nha các bạn ha, rất là dễ luôn. Ở đây là có một tay nha các bạn nên làm nó hơi khó một tí. Thông thường thụ phấn là từ 8 giờ sáng hoặc là giờ này là cũng được nha các bạn ha. Đây các bạn, nói chung là mình mấy cái nè. Vô. Cái này là xong nha các bạn ha. Cắt rắc nó một cái. Mình nên thụ phấn như thế nào mà cái tán lá nó ấy quá các bạn. Ví dụ như nó không có thoáng quá, mình trồng nó bị dày á thì mình nên thụ phấn cho nó. Còn cái nào nè, đây mình chú ý là mình lặt những cái lá này bỏ nha. Đó, vậy nè. Đây nè, đó. Giờ là xong. Vũ nó một cái vậy nè. Nó thì cái cơ bản là cái cách mà thụ phấn nó rất là dễ các bạn. Không có gì khó. Thì bây giờ mình sẽ qua bên cái phần mà đám bí của mình mà đang trồng á các bạn, để mình chia sẻ cho các bạn về cái cách trồng ha, để các bạn đỡ cực về cái vụ mà đi thụ phấn ha. Tại vì mình biết có nhiều bạn là không có thời gian đi thụ phấn đâu. Nhưng mà trồng ít ít thì các bạn nên đi thụ phấn nha. Bây giờ sẽ qua bên cái đám bí bên kia nha.
Thì đây là cái mô hình bí hồ lô của mình đang trồng nha các bạn ha. Thì đối với mà những cái người bạn mà đăng ký mới đó, thì khi mà mình trồng bí các bạn thì bắt buộc là mình phải trồng là từ 5 cho đến 6 tấc nha các bạn ha. Thì để khi bí của mình các bạn mà nó có bông như thế này nè, thì nó cũng được thông thoáng hơn, cũng như là nó dễ dàng nó quang hợp hơn, cũng như là có ong bướm á, thì cũng dễ là thụ phấn hơn ha. Còn nếu như là các bạn xiên thì các bạn nên tự đi thụ phấn ha, thì bí của mình nó sẽ ra rất là tốt nha mọi người. Cũng như là chúng ta chịu khó bấm cái đợt 2 cho nó, bấm cái chèo á. Thì đối với mà bí mà nó ra trái như cỡ này nè, thì mình bắt đầu là mình tiến hành là mình bấm ngọn cái cây 2 cho nó nha, cái lần 2 cho nó đây, rất là dễ dàng nha mọi người ha. Và mình cũng đã ra một cái clip trước đó để chia sẻ cho các bạn về cái cách mà bấm tim ngọn cho bí nha. Cỡ này là bí cỡ này là nó hết chạy rồi nha mọi người, cũng như là nó không có bị vàng rụng nữa. Bí cỡ này nè, bí cỡ này là nó sẽ vàng rụng nè. Cái khi mà bí nó ra cỡ này các bạn, thì các bạn nên phòng cho nó một cái vài cử ha, cái mà cái alpha cua các bạn, để cho nó phòng cái bệnh là mấy con rùa chích trái các bạn, chích nó bị vàng rụng đó, mình xịt cái alpha cua là được, hoặc là hàng bê răng các bạn. Trồng bí các bạn thì chủ yếu là mình trồng nó cơ bản là được thôi, chứ mà đừng để cho nó sung quá. Sung quá là nó chỉ là nó sinh trưởng thôi, chứ nó không có sinh thật đâu. Nhiều lúc có đám bí mà nó xanh lè như vậy luôn các bạn, nhưng mà nó trái nó không có nhiều, nó toàn là ra bông đực không à. Thì do đó mình phải đi cái lượng phân nó vừa phải thôi, mình bón theo cái định kỳ 10 ngày mình bón 1 lần, mình bón cái phân 20-15 các bạn. Nên bấm tìm ngọn cho nó nữa, cái này là bấm cũng được rồi. Cái này là nó hết chạy, anh em nhắm mà nó bí mà nó bự chút đỉnh khoảng đâu một lạng là anh em bấm cho nó là được rồi, cỡ đó là nó không có chạy được nữa. Thì một dây bí các bạn thì nó sẽ lấy là 4 chèo ha, thì mỗi chèo như vậy là mình lấy là tầm 4 trái, và cái năng suất trên bí là nó tầm khoảng đâu là từ 8 lạng cho đến 1 ký các bạn. Còn các bạn mà lấy nhiều quá thì trái nó nhỏ, các bạn như đâu làm tầm đâu là 3-4 lạng thì nó thành là bí dạt rồi, nhưng nếu như là các bạn mà lấy nhiều nha. Ở đây mình lấy tầm 1 đến 2 trái trên một dây chèo thôi. Sung thì mình mới lấy là 2, còn dây mà nó yếu thì mình cũng không có lấy nhiều nữa, mình lấy 1 trái thôi trên một dây chèo. Sẵn mình bấm tim ngọn cho nó luôn các bạn. Đây bạn, bí của mình nè ha. Ở đây mình đang trồng vào cái mùa mưa các bạn, nên nó cũng bị thung đột nhiều. Thông thường thì bí thì mình nên trồng vào những cái tháng nắng nha, thì nó sẽ tốt hơn. Chứ mà trồng vào những cái tháng mưa như mình thì giá thì đôi lúc thì nó có thể là nó nhỉnh hơn, nhưng mà nó bệnh nhiều lắm. Tính ra mình sẽ thuốc nó cũng vậy hả. Bí của mình đây nó bị vàng lá rần rần luôn các bạn. Đang lá nó vàng lá nè. Chịu khó đi chỉnh dây nha mọi người ha, đừng cho nó bò chồng chéo mà nó lên nhau. Để mình bước cẩn thận nếu sợ đạp nó. Cái giống này mình đang trồng là giống Hưng Nông nha các bạn. Giống này thì nó không có kháng bệnh nhiều, bởi vậy anh em mà có trồng lại á, anh em trồng nên giống như đồng tiền vàng các bạn, hoặc giống của Trang Nông á, thì nó sẽ rất là ok nha, ít bệnh luôn. Để mình qua cái đám bên đây, mình quay cho các bạn xem. Đám này ngày hôm qua hôm kia gì cũng có quay cho các bạn xem rồi. Đây bí cũng ok lắm, trái cũng ngon. Bự bự không nè ha, các bạn thấy không? Ở đây thì mình có trồng bí đao một vài dây nữa nè. Trồng thì cơ bản nó cũng giống nhau thôi, nên rảnh mình chia sẻ cho các bạn về cách trồng bí đao luôn. Anh em xem bí nè, anh em để mình không có lót rơm các bạn, nó bị nám vàng luôn nè. Anh em có rơm, anh em tủ rơm đó, đây mưa quá, mưa thành ra nó bị nám. Đó thì hôm nay mình cơ bản thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn về cái cách thụ phấn ha. Thì bạn nào thấy hay thì hãy like và subscribe kênh của mình nha, để kênh mình phát triển nha các bạn. Nè, bí nè.
Rồi mình xin được mến chào nha.